Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, quý khán thính giả biết tình hình ở bán đảo Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên rất là nóng bỏng. Bên phía Triều Tiên chuẩn bị có chiến tranh toàn diện với Hàn Quốc rồi. Hôm kia ngày 14 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch Kim Jong-un họp các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động và bên phía Bộ Quốc phòng để chuẩn bị một chiến tranh toàn diện. Cuộc họp báo này có Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên là Đại tướng Ri Yong-jin và Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo là tướng Ri Chang-ho. Họ chuẩn bị chiến tranh. Và hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin lại ký đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên, muốn gửi ra một tín hiệu khi mà có sự gì đó xung đột ở bán đảo Triều Tiên thì Nga cũng sẽ tham dự. Và như vậy thì Mỹ, Nhật cũng tham dự nữa thì sao? Đó là tình hình nóng bỏng. Tại sao lại có tình hình nóng bỏng như thế này? Là tại vì theo đài KCNA của Triều Tiên thì ngày mùng 3, mùng 9 và ngày 11 tháng 10 á, bên phía của Hàn Quốc đã cho những chiếc máy bay không người lái bay tới thủ đô của Triều Tiên là Bình Nhưỡng rải truyền đơn. Rải truyền đơn kêu gọi người dân ở Triều Tiên để chống lại chế độ của Chủ tịch Kim Jong-un, chống lại Đảng Lao động. Thì bên phía của Triều Tiên cho rằng đây là một việc xâm phạm vào chủ quyền một cách rất là nghiêm trọng và đó là hình thức khiêu chiến. Nên sau đó thì chúng ta lại thấy là báo Yonhap của Hàn Quốc nói rằng là Triều Tiên cho nổ một hàng loạt một số cơ sở ở sát biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đường ray xe lửa hay là các cái đường xe gì đó ở trong khu vực DMZ, tức là khu vực phi quân sự hóa đó, thì Triều Tiên cho nổ. Khi mà Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc rải truyền đơn thì Hàn Quốc không có lên tiếng gì hết. Chuyện đó thì không biết rằng là thật hay giả, nhưng mà khi người ta nói bị cáo buộc nặng nề như vậy không lên tiếng tức là thú nhận. Và ngược lại, khi mà Hàn Quốc bên phía tờ báo Yonhap nói rằng là Triều Tiên cho nổ hàng loạt các cơ sở ở sát biên giới như đường ray xe lửa hoặc là tuyến đường gì đó ở trong khu vực phi quân sự hóa đó, và Hàn Quốc có đưa ra những hình ảnh, Triều Tiên cũng không lên tiếng gì hết, thì người ta nói im tiếng là xác nhận. Vậy là hàng loạt sự kiện xảy ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên họp khẩn quyết định là chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Nga ngay lập tức ký đối tác chiến lược toàn diện, chuẩn bị nếu có gì đó thì là cùng tham gia. Bên phía Hàn Quốc thì bây giờ cũng chuẩn bị rất là kinh khủng. Vì sao? Vì nếu có sự giúp đỡ của Nga và với quyết tâm như thế này của Chủ tịch Kim Jong-un thì đây là một sự leo thang chiến tranh rồi. Chiến tranh được khởi động lại. Chiến tranh theo nguyên tắc thôi là chưa có chấm dứt, dầu rằng đã có ký Hiệp định ngưng bắn vào năm 1953. Tới nay là đã 71 năm hơn rồi, sắp sửa 72 năm. Nhưng trên nguyên tắc chỉ là ngưng bắn thôi. Ngưng bắn nhiều khi vài tiếng đồng hồ, vài tuần, vài tháng, vài năm. Trong trường hợp này là ngưng bắn gần 72 năm. Truce thôi. Chứ không phải là chấm dứt chiến tranh.
chiến tranh họ gọi là The Korean War, chiến tranh Triều Tiên, là từ năm 1950 cho tới năm 1953 thì có thỏa ước ngưng bắn. Nếu mà khởi động lại chiến tranh thì chiến tranh này có lẽ là chiến tranh dài nhất của lịch sử thế giới. Nó được bắt nguồn từ năm 1950 tới nay, nên mà nếu mà khởi động lại thì sao? Thì nó là tới 74-75 năm rồi. Bên phía Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc là xâm phạm an ninh chủ quyền của Triều Tiên với những lời như sau. Động thái này, tức là động thái rải trường đơn, là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền và an toàn quốc gia của Triều Tiên, đồng thời vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Hàn Quốc hãy chấm dứt ngay lập tức hành động khiêu khích nguy hiểm trên, điều có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang hay thậm chí leo thang thành chiến tranh. Đây là lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên như thế. Thế những bình luận của bên phía Hàn Quốc nói rằng, ôi, rải truyền đơn là chuyện đã xảy ra mấy chục năm trời rồi, thế bây giờ làm dữ lên làm gì vậy? Tại sao phải làm dữ như vậy? Rồi tuyên bố là họp khẩn cấp của Triều Tiên, họp quốc gia, rồi họp đảng lao động, đủ thứ hết để mà khởi động lại nguồn máy chiến tranh hay sao? Vậy thì chuyện gì xảy ra? Triều Tiên muốn gì? Hay là Triều Tiên nhắm tới Hàn Quốc chỉ là một gửi tín hiệu cho nước Mỹ để mà nước Mỹ đừng có mà hợp tác nhiều hơn với Hàn Quốc à? Chúng ta thấy có nhiều bình luận ở bên phía Hàn Quốc lắm. Họ cho rằng việc mà phản ứng dữ dội như thế của Chủ tịch Kim Jong-un là có một chuyện gì đó, chứ không phải chỉ là cái việc rải trường đơn. Rải trường đơn thì tự nhiên bây giờ là cho nổ hàng loạt một số cơ sở ở sát biên giới và ở trong khu quân sự, thì điều này nó không đúng với trong cái quá khứ. Trong quá khứ thì không đúng, nhưng đâu biết được trong quá khứ không đúng, bây giờ lại đúng thì sao? Vì trong quá khứ Hàn Quốc cứ làm như thế và Triều Tiên đã gửi ra nhiều tín hiệu. Như kỳ trước là Triều Tiên đã cho gửi hàng lô rác bay qua ngược lại Hàn Quốc để mà rớt xuống. Vì Triều Tiên nói đó là rác, rác rưởi, rải trường đơn là rác rưởi. Cứ làm như thế đi. Thì họ gửi lại, bây giờ đó Triều Tiên lại đã gửi ra một tín hiệu lớn lắm rồi. Muốn khẳng định với Hàn Quốc đó là đừng có mà kích động người dân Triều Tiên, đừng có mà gửi những cái thứ như thế nữa, rải trường đơn như thế. Thời đại này thì vấn đề máy bay không người lái dễ rồi, họ sử dụng máy bay không người lái, họ rải trường đơn là chuyện bình thường. Nếu mà Triều Tiên không có step up, tức là tiến lên một bước để ngăn chặn chuyện này, thì Hàn Quốc cứ làm như thế, dài dài thì Triều Tiên cũng không có hài lòng. Cứ rải trường đơn kích động, Triều Tiên không hài lòng. Và vì như vậy nên bây giờ là chuẩn bị tái khởi động chiến tranh. Toàn diện nha, chứ không phải là chỉ là một cái khu vực nào đó thôi, toàn diện. Hai bên đã ra những tuyên cáo với nhau hết rồi. Nga đó, thì trong cái lúc này không nói trực tiếp nhưng ký đối tác chiến lược toàn diện liền, gửi ra một cái tín hiệu là ủng hộ Triều Tiên, và cũng gửi ra một tín hiệu đó là Triều Tiên ủng hộ lại Nga. Nếu mà không có chiến tranh gì đó thì Nga cứ sử dụng vũ khí của mình, vũ khí của Triều Tiên dồi dào trong cuộc chiến bên phía miền Tây của Nga, là chiến sự giữa Nga và Ukraine và những gì đó mà Ukraine đang tiến công vào Kursk. Đây là một biến chuyển cả thế giới bây giờ theo dõi. Mỹ đương nhiên lúc nào cũng nói ủng hộ Hàn Quốc, ủng hộ tự do ngôn luận. Rải trường đơn là một tự do ngôn luận để người dân biết thông tin đầy đủ những gì xảy ra. Nhưng thưa quý khán giả, bên phía Triều Tiên nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mỗi một nơi có một quy định riêng của mình. Chuyện đó
đối với Triều Tiên là xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia. Đừng đùa với Triều Tiên. Và Triều Tiên sẵn sàng không những đối phó với Hàn Quốc mà đối phó với liên minh, đồng minh á, gồm có cả Mỹ, gồm có cả Nhật. Đây là một chuyện đang diễn ra, đang luôn, và rất nóng bỏng của cả hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên đang cơn sôi sùng sục, rất là nóng bỏng. Tôi sẽ theo dõi và cập nhật những tin tức thời sự ở bán đảo Triều Tiên đến quý khán thính giả khi có những diễn biến mới. Còn hiện nay thì cả hai đang chuẩn bị chiến tranh. Hàn Quốc thì cũng chuẩn bị cho quân đội của mình đối phó lại với những tình huống họ dự trù có thể là oanh tạc trước. Rồi đến các chiếc máy bay không người lái, rồi pháo kích, rồi đổ bộ. Đó là Hàn Quốc đang chuẩn bị đối phó lại với sự tấn công của Triều Tiên. Còn Triều Tiên thì nói Hàn Quốc đã tấn công Triều Tiên rồi bằng cách rải truyền đơn nên sẽ đối phó bằng quân sự. Và đã có cuộc họp khẩn của quốc gia, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội và vấn đề tướng tình báo có họp và quyết định là chuẩn bị chiến tranh, tiến công bất cứ lúc nào. Nếu mà Hàn Quốc không nhận ra được tín hiệu mà Triều Tiên gửi đi một cách rất là rõ ràng, đó là tối hậu thư đó, mà không hiểu đó, thì chiến tranh sẽ được tái khởi động. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.